Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017, bệnh tim mạch là kẻ giết người số 1 trên thế giới trong số 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. 17,79 triệu người đã chết vì bệnh tim mạch trong năm nay. Theo kết quả thống kê gần đây nhất, trung bình có 50 người chết vì bệnh tim mạch mỗi ngày trong năm 2019 tại Malaysia. Ca sĩ Đài Loan qua đời ở tuổi 36 do bóc tách động mạch chủ dẫn đến tắc mạch máu. Nam diễn viên Đài Loan qua đời ở tuổi 35 vì đột tử do tim. Nữ hoặc khiêu vũ Đài Loan qua đời ở tuổi 44 vì hẹp van động mạch chủ nghiêm trọng. Siêu sao quốc tế Michael Jackson qua đời ở tuổi 50 vì lên cơn đau tim do sử dụng ma túy quá liều trong thời gian dài. Huyền thoại âm nhạc Đặng Lệ Quân qua đời ở tuổi 42 vì lên cơn đau tim đột ngột. Đây đều là những nghệ sĩ nổi tiếng và rất quen thuộc với chúng ta, họ không hề thiếu tiền chứ đừng nói đến tài nguyên, nhưng vẫn bị bệnh tim mạch lấy đi sinh mạng. Bệnh tim mạch không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Hãy chăm sóc và phòng ngừa bệnh về sức khỏe kịp thời trước khi quá muộn. ATC Essen chứa 9 loại thành phần chống oxy hóa cao, 100% thành phần hoạt tính sinh học, giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch một cách hiệu quả. Dầu hạt hắc mai biển giúp phục hồi các tế bào và giải quyết các vấn đề về sức khỏe khác. Dầu nấm linh chi giúp điều hòa huyết áp. Dầu hạt kỳ tử giúp làm giảm tình trạng cholesterol cao. Dầu lanh giúp ngăn ngừa viêm mạch máu và duy trì sức khỏe mạch máu. Dầu zum giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Dầu hạt nho có chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các gốc tự do. Dầu lá laboma giúp đảm bảo sức khỏe cơ tim. Dầu hạt tía tô giúp chống oxy hóa và chống viêm, đồng thời có tác dụng bảo vệ tim. Dầu thảo quyết minh giúp cải thiện tình trạng cholesterol cao và huyết áp cao, đồng thời có tác dụng bảo vệ thần kinh. ATC Essence giúp hạ huyết áp, lipid máu và độ nhớt của máu. Phục hồi các cơ quan bị tổn hại. Thúc đẩy độ đàn hồi của mạch máu. Chống lại sự tích tụ của các gốc tự do và tích lũy cục máu đông trong động mạch. Điều trị các triệu chứng và nguyên nhân gốc rễ gây ra bệnh tim mạch và mạch máu não. Hãy chăm sóc tốt cho trái tim của bạn. Khi nó dừng lại, sinh mạng của bạn cũng kết thúc.